chào các bạn trở lại kênh Bé Tư. Hôm nay cùng mình đi tham quan thành phố Las Vegas. Thành phố Las Vegas là một thành phố của tiểu bang Nevada, có nhiều casino nổi tiếng và những cái show nổi tiếng tập trung vào cái khách du lịch từ khắp nơi tới đây rất là đông. Các bạn cùng mình tham quan cái thành phố Las Vegas, một thành phố có tụ điểm giải trí nổi tiếng của nước Mỹ cũng như của cả thế giới. Khách du lịch tới đây hàng năm rất là đông và có những sòng bài lớn, những cái show biểu diễn lớn nổi tiếng. Cô có cái trang phục đẹp đi dọc các thành phố để chụp hình với du khách nếu có được yêu cầu. Ai muốn vô kéo máy không nè? Đây là những cái máy chơi bài ở Las Vegas đây. Ai muốn vô kéo máy không? Thử thời vận không? Thử nha. Cái dân này dân không cờ bạc nên không biết gì nha. Đó, nuốt rồi. Nó báo cái gì? Không báo được nhiều credit nè. Bỏ vô được credit 100 credit nè, 1 cent 1 game. Bây giờ thử nha, thử thời gian nha. Bạn ơi, mình mới bỏ 1 đồng được 100 credit, bây giờ mình được 483 credit ăn rồi nha. Để coi thử thời gian nha. Bán là 30 cent. Mình mới bỏ vô 1 đồng. Nè, mình mới bỏ vô 1 đồng. Cho giờ mình bet tối thiểu là 30 cent nha. Không có win nè. Bây giờ mình gõ một lần nữa. Ăn thêm nữa nè. Hồi nãy 100 cái định, giờ là 453 cái định nè. Đỏ nè, đỏ bạc nè nha. Thua 55 cent. Bây giờ nó đưa cái voucher để mình lãnh tiền. Thử thời vận là mất 55 cent thôi.
tiếng, có những sòng bài nổi tiếng và có khu vui chơi, có những show biểu diễn nổi tiếng tập trung hàng đêm. Thành phố Las Vegas là thành phố nổi tiếng, có những sòng bài nổi tiếng và có khu vui chơi, có những show. Cái show biểu Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada. Về đêm biểu diễn. Các bạn sẽ tiếp tục theo dõi thành phố về đêm, thành phố chỗ không... này về đêm. Các bạn sẽ thấy một cái video thành phố về đêm, thành phố không ngủ của Las Vegas. Các bạn sẽ theo dõi của Las Vegas. Y như Disneyland giả của Las Vegas vậy đó, khu vui chơi của nít đó, của cái những trò chơi giác mạnh của roller coaster của nít nè. On I-15 South that is currently causing a 1-hour and 2-minute delay. This is the fastest route for now. Đây là khu vui chơi. You should reach your destination. Cảm giác mạnh của 1 p.m. Show America Got Talent. America's Got Talent.